Chào tất cả mọi người. Ngày hôm qua thì mình có đi nhặt một số những đồ từ ve chai đấy các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đổ ở đây cho các bạn xem một số những cái thứ mà mình mua được từ ve chai. Có những thứ nó tương đối là hay. Ở đây thì đầu tiên các bạn thấy rằng mình đã mua được một cái chiếc quạt thổi ion này. Đây chính là chiếc quạt thổi ion. Và chút nữa thì mình sẽ làm bóc hộp này luôn, xem cái cấu tạo bên trong cái chiếc quạt thổi ion này nó có những cái gì nhá. Đó. Còn ở đây một số thứ, có những thứ mình còn chả biết là cái gì ạ. Tụ này, tụ rất là xịn luôn, tụ từ những cái máy công nghiệp này. Đây là tụ của hãng Nippon của Nhật Bản luôn nha các bạn, 375V 1200mi, tụ rất là đẹp đó. Bộ adapter này, cái này thì không biết là có chạy hay không. Bây giờ mình sẽ cắm thử điện luôn. Vẫn còn chạy luôn này các bạn. Cái này thì điện áp của nó chỉ có 9,5V thôi, 3,33A, 9,5V. Những đồ từ phế liệu thì có nhiều thứ nó vẫn còn chạy bình thường. Còn cái này, cái này thì mình cũng chả biết nó là cái gì, nó giống như một cái dạng điều khiển cái đường khí. Đây này các bạn. Đó. Cái này mình nghĩ rằng lắp vào cái PCB ấy, khá là hay, nó có thể điều áp được. Đây nó có một cái nút chỉnh này các bạn. Mình nghĩ rằng cái này nó sẽ mở ra hơi nhiều hơi ít thông qua cái đường van bên trong đấy. Cái này nó có thể cắm vừa cái ống 8 ly này các bạn. Lỗ 8 ly. Đó, khá là hay này. Cái này là chốt cố định nước này. Đồ này rất là xịn luôn, nhưng chả biết là dùng được gì thôi. Một cái dạng như điều khiển, có cả màn hình hiển thị, có cả nút set. Không biết là nó điều khiển thời gian hay là điều khiển nhiệt độ gì đó, mình cũng chưa tra thử xem nó là cái gì. Ở đây thì nó có thông số điện áp này, 12 đến 24V DC, dây blue là 0V, black là đường xuất tín hiệu ra. Sao đây nó lại xuất ra đến 40V 100mA out. Như vậy là dây màu đen là dây xuất tín hiệu ra. Còn dây brown này, dây màu nâu. Dây đen là dây đen là xuất tín hiệu. Bây giờ mình sẽ cấp thử 12V luôn xem là nó lên cái gì nhé. Dây đen là xuất tín hiệu này. Còn dây xanh là mát. Dây nâu là dương. Bây giờ mình sẽ cấp thử 12V luôn này. Hay là thử 9V, thử luôn cục adapter 9V này xem như thế nào. Mình nghĩ rằng từ 9 đến 12 thì nhiều thiết bị vẫn chạy bình thường. Nhiều đồ mình chưa gặp bao giờ, bởi vì những thứ này thực ra là nó nhiều khi nó trong những cái máy móc công nghiệp, nó không phải là của điện gia dụng, mà mình chỉ làm chuyên về điện gia dụng thôi. Xem lại ký hiệu này. Dây xanh là mát. Dây xanh là mát. Dây nâu là dương. 12 đến 24. Lên rồi đây các bạn. Đó, lên luôn rồi. Không biết nó là cái gì đâu. Nó có thể xét được này. Số 112, 110 này. Nút set này. Đó. Mốt 100p. Mình nghĩ rằng cái bộ này nó chỉ là bộ điều khiển thời gian thôi. Nó không có đường nhận tín hiệu nhiệt nhất gì cả. Thì mình nghĩ rằng cái này nó chỉ là điều khiển thời gian thôi. Rồi tạm thời bước sang một bên này.
vẫn còn lên luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ cái adapter sang một bên. Còn cái thiết bị nữa này các bạn, cái này cũng chả biết nó là cái gì luôn, chỉ biết để ở đây mắc 400 độ C, mắc 400 độ C luôn. Nó giống như một cái tay hàn nhưng mà nó lại không phải. Đây các bạn có thể nhìn thấy đó. Cái này thì made in Japan luôn các bạn, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Hàng này thì nó được từ những cái công ty ra thì gần như tỷ lệ mà bị giả, hàng giả rất là ít. Chủ yếu là những cái linh kiện phụ kiện này chúng ta có dùng được cái gì không thôi. Đó. Mình chưa dùng cái thiết bị này, chưa biết tên nó là cái gì cả. Nếu như các bạn nào biết tên thì sẽ để lại bình luận dưới cái video này giúp mình nhé. Đầu này nó có một cái nhún được này. Nó nếu mà có nhiệt độ thì mình nghĩ rằng nó chỉ là thuộc dạng thổi hơi thôi, nhưng mà nó đằng này nó cũng sẽ không có cái đường hơi. Hay là đã bị cắt rồi không biết. Chưa có dấu hiệu gì bởi cái nhiệt độ cả, nóng cả. Đó. Rồi tạm thời bước sang bên. Ngoài ra thì có những thiết bị như những cái này chẳng hạn thì mình cũng chả biết nó là cái gì cả. Các cái này nó đều dành cho những cái hàng công ty thôi, hàng điện công nghiệp. Các anh em về điện công nghiệp thì chắc là sẽ rõ hơn này. Cái này thì made in Korea, Hàn Quốc. LED lamp này các bạn, đèn LED, bóng đèn LED 12-24V, 12-24V. Nó có hai chân là X2, X1 này, là của bóng đèn này. Còn lại bên này thì nó sẽ có bốn cổng nữa để đưa ra thì cũng chưa biết nó là cái gì. Ở đây có ký hiệu bóng đèn LED đây rồi này các bạn. X1 là dương, X2 là âm, cái bóng đèn LED. Còn lại thì cái phần bên này là không biết là nó có phải là cảm biến không. Các cái này sẽ để từ từ tìm hiểu sau. Made in Korea luôn, còn rất là đẹp. Đây là những cái pulley nha các bạn. Những cái pulley này là cái này loại trục 10. Nó có răng. Và nếu như mà không có răng này thì nếu như mà có răng này thì chúng ta dùng những dây, mà không có răng thì chúng ta cũng vẫn dùng tạm được. Nói chung là vẫn dùng tương đối tốt với việc nhà chế cháo này. Pulley. Trục 10. Nó bằng nhôm luôn. Ở đây thì còn có một số những cái dây này nữa, thì nếu mà chế vào những cái việc làm cái hàn sao pin này, hay là những cái máy khoan mini, đó đều rất là chất lượng, gần như nó không có độ xê dịch luôn nha các bạn. Chính xác gần như phải nói là nếu như tay mình cảm nhận gần như 100% luôn. Nó có bi, đều là hàng xịn luôn. Nó có cả lỗ ốc này, bắn rất là tiện luôn. Đây cũng vậy. Ngoài ra thì mình có thêm một cái dây như này, mình mua về theo cái mục đích để chơi thôi, còn chưa vào cái việc gì cả. Các bạn thấy rằng cái dây này nó có thể xê dịch rất là dài như này, tương đối dài. Là máy tiện mini chẳng hạn cũng rất là chính xác luôn, nó có tiện luôn những cái chân ốc đây rồi, rất là tiện. Đấy, mặt dưới này có chân bắt ốc luôn. Đó. Những đường dây rất là xịn luôn. Japan luôn nha các bạn. Còn một cái này nữa, nó giống như một cái dạng ti thủy lực. Không biết có thủy lực không hay là nó chỉ là hơi thôi. Nhưng mà mình nhặt về làm cái bơm. Nó rất là tiện. Chúng ta có thể bắt mình có thể bắt được một cái tay cầm ở đây và đưa cái đường ống này ra làm cái đường ống vòi ra bơm. Các bạn nhìn thấy đây. Đó. Nhìn này. Khi mình bịt cái đường này lại ấn rất là căng luôn. Đó. Cũng của Nhật Bản luôn.
bây giờ là những cái phụ kiện là linh tinh này mình nhặt về để phục vụ cho những cái việc chế cháo lần sau thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ vào cái quạt ion này. Cái quạt này thì các bạn, một số những anh em biết rồi, đây là cái quạt dành cho cái chuyên ngành về điện tử là chính. Nó sẽ cân bằng ion trong môi trường, cân bằng ion, và nó hay được sử dụng để làm cái quạt hút thiếc, quạt hút khói thiếc, xin lỗi, quạt hút khói hàn đấy. Và nó sẽ khử, gần như là nó khử mùi của khói hàn, cũng như là nó sẽ làm một phần nào đó làm sạch cái không khí. Thì đây chính là quạt ion. Quạt ion, cái quạt ion này thì nó sẽ có hai chức năng là ion âm và ion dương. Đây các bạn có thể thấy này. Đó. Nó làm có cả hai cái nút biến trở ở đây, chỉnh điều chỉnh cái mức độ ion âm và mức độ ion dương mạnh yếu. Thì cái ion ấy nó được phun ra từ những cái vòi cao áp trong đây. Bên trong này thì nó sẽ có mấy cái vòi. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Cái vòi cao áp này. Bây giờ mình sẽ tháo ra nhé. Trước khi tháo ra mình sẽ cắm vào chạy. Cái này thì nó sử dụng bằng cái rắc nồi cơm điện. Mình đã dùng một cái dây điện của nhà mình. Đó, đây là mặt đằng trước này. Bây giờ mình sẽ cắm điện. Quạt vẫn còn chạy luôn. Chủ yếu là cái mức độ ion nó còn phóng tốt hay không thôi. Tắt mở. Cái này thì nó của thương hiệu Dutec này. Còn mình không thấy cái tem nó là sản xuất của Đài Loan, Trung Quốc hay Hàn Quốc hay Nhật Bản gì cả. Chỉ biết rằng có một cái quạt gió ở đây là xuất xứ từ Đài Loan, Taiwan này. Chạy điện áp trực tiếp 220V. Ngoài ra thì nó có hai bóng đèn báo, một cái bóng đèn báo ion âm, một bóng đèn báo ion dương. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra nhé. Cho những anh em nào chưa gặp cái này bao giờ hoặc là chưa tháo ra bao giờ thì chúng ta xem bên trong nó thiết kế như thế nào. Đây các bạn, bên trong thì có một cái bộ vi xử lý luôn. Mình không nghĩ rằng nó phức tạp như này đâu. Một bộ vi xử lý và hai cái cục này là hai cái cục cao áp tạo ra điện áp thế rất là lớn, tính theo kilovol. Nó giống như cao áp của TV CRT đấy các bạn. Mình nghĩ rằng nó tương tự như vậy. Cái này thì nó được bắt ốc đây rồi, tháo ra rất là vướng. Hai cục cao áp, một cái cục thì vòi đen và một cái cục thì vòi màu đỏ. Thì các bạn thấy rằng nó sẽ tạo ra cái một cái điện áp cao thế âm và một cái cao thế dương. Nó tạo ra cái khí mà khi mà nó phóng trên các cái cục này này, nó sẽ phóng phì phì với cái mức độ nó không được mạnh như là của TV CRT đâu, nhưng mà nó sẽ phóng ra một cái tia màu tím. Và cái quạt này nó sẽ hút cái mùi từ cái tia ấy tạo ra. Thì đấy chính là cái tia này, nó là ion, khí ion. Ion âm hoặc ion dương thì nó phụ thuộc vào hai cái cực cao áp này. Người ta đã làm ở đây. Ở đây thì cái phần điện áp, phần nguồn cấp vào. Núm chỉnh mạnh yếu về tốc độ quạt. Còn đây chính là dây vòi cao áp này. Vòi cao áp thì hai cái được thiết kế chéo nhau. Một cái này thì mình thấy là cái mật ốc rồi, đã bị tháo mật ốc rồi. Hai cái chéo nhau này là tạo ion dương này, dây màu đỏ này. Còn lại hai cái chéo nhau bên này thì nó là dây màu đen tạo ion âm. Đó, thì đây chính là một cái cấu tạo về cái quạt hút ion, quạt thổi ion chứ. Cái rắc này thì mình thấy bị tụt ra rồi.
nó cắm một cái bộ điều khiển này. Chính toàn cái quạt này cũng đã có những người ta sửa chữa rồi, không biết là do bên công ty bảo trì hay là như nào. Vừa lấy thì cái quạt chạy khá là yếu và mình thấy rằng nó bị tụt dây, bây giờ mình cắm lại xem là nó quạt nó chạy nhanh hơn không. Đó. Chạy nhanh hơn nhưng mà cái tia cao áp này nó phóng. Quạt đã chạy nhanh hơn rồi. Nhưng mà cái video ngày hôm nay thì mục đích chính là mình làm về một số những cái đồ đi mua từ Vechai, cũng như là tháo một cái quạt hút ion, quạt thổi ion ra cho một số những em nào mà chưa gặp trường hợp những cái quạt như này mà chúng ta chưa tháo ra bao giờ, xem cái cấu tạo bên trong nó như nào. Và thực chất thì cái quạt ion này thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể tự tạo ra được. Chúng ta có thể tự tạo ra được, nhưng mới cái mức độ nó thổi ion thì chúng ta không thể tính toán được thôi. Còn ở đây thì một cái thiết bị của công ty Đồng Hoàng thì người ta sẽ tính toán cái mức độ thổi ion này trong cái môi trường bao nhiêu mét vuông hay như nào đó phù hợp. Còn chúng ta làm thì chúng ta sẽ không tính toán được. Thì đây là một cái video dành cho các bạn có thể tham khảo. Còn mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.